Mai xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Làm thế nào để đánh bại Trung Quốc? Bài viết của nghị sĩ Tom Cotton đăng trên tờ National Review. Cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ quyết định phương hướng của thế kỷ tiếp theo. Để quét Đảng Cộng sản Trung Quốc vào đống tro tàn của lịch sử, chúng ta phải tiến hành một cuộc chiến kinh tế lâu dài thông qua việc tách rời có mục tiêu và cạnh tranh kinh tế nghiêm ngặt. Tháng trước, tôi đã phát hành một báo cáo nêu chi tiết chính xác cách thức để đạt được mục tiêu này. Trong 3 thập kỷ, Washington và phố Wall đã tích hợp nền kinh tế của chúng ta với nền kinh tế của Trung Quốc. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc chiến tranh thương mại tàn khốc chống lại quốc gia của chúng ta. Thông qua hoạt động gian lận, trộm cắp và gián điệp có hệ thống, Trung Quốc đã tước đoạt hàng triệu việc làm của người dân Mỹ và giành được vị trí thống trị trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ tiên tiến và các nguồn cung thiết yếu. Nền kinh tế của chúng ta hiện đang bị móc nối một cách nguy hiểm và Hoa Kỳ đang tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Điều này phải chấm dứt. Mỹ phải tách rời nền kinh tế khỏi Trung Quốc, nơi chúng ta dễ bị tổn thương, đáp trả các hành vi lạm dụng của Trung Quốc và xây dựng lại sức mạnh kinh tế của Mỹ, đặc biệt là trong các nguồn cung thiết yếu và sản xuất công nghệ cao. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng chính sách ưu đãi thương mại của Mỹ để phát động một chiến dịch xâm lược kinh tế. Để đối đầu với mối đe dọa này, Hoa Kỳ nên hủy bỏ quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn PNTR với Trung Quốc. Khi PNTR kết thúc, Quốc hội và Tổng thống sẽ phải xem xét lại chế độ đãi ngộ tối huệ quốc MFN đối với Trung Quốc hàng năm. Điều này sẽ cho phép chính phủ Mỹ hạn chế Trung Quốc tiếp cận thị trường Hoa Kỳ hàng năm nếu họ tiếp tục làm tổn hại các công ty và công nhân của chúng ta. Một chính quyền tội phạm đánh cắp hàng trăm tỷ đô la tài sản trí tuệ mỗi năm, thao túng tiền tệ và bán phá giá các sản phẩm được trợ cấp trên toàn thế giới, không xứng đáng được hưởng ưu đãi về mặt thương mại. Tiếp theo, chúng ta nên cắt đứt đường ống tuồn thông tin của Trung Quốc đối với tài sản trí tuệ bị đánh cắp từ các trường cao đẳng và đại học Mỹ. Trung Quốc thực hiện tới 80% hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ quốc tế và là đối tượng điều tra trong gần một nửa số vụ phản gián của FBI đối với tội gián điệp kinh tế. Phần lớn hoạt động ác ý này xảy ra trong các khuôn viên trường học của Mỹ và trong các phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu của Mỹ. Tuy nhiên, trong năm 2018 và 2019, khoảng 370.000 học sinh Trung Quốc đã được phép du học tại Hoa Kỳ. Một nửa trong số đó đã đăng ký các khóa học STEM, các môn khoa học kỹ thuật. Công dân Trung Quốc vẫn theo học tại các cơ sở nghiên cứu có uy tín. Các nhà nghiên cứu Mỹ tham gia vào các chương trình tuyển dụng nhân tài của Trung Quốc và các công ty liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyển sinh giáo sư từ các trường cao đẳng, đại học của Hoa Kỳ. Quyền truy cập mở này là không khôn ngoan và cần bị hạn chế. Chính phủ Hoa Kỳ nên cấm công dân Trung Quốc theo học các lĩnh vực STEM ở các cấp đại học hoặc sau đại học. Cấm Trung Quốc tài trợ cho các trường đại học và cơ sở nghiên cứu của Hoa Kỳ, đồng thời chấm dứt hệ thống đại học vệ tinh của Hoa Kỳ ở Trung Quốc. Điều này sẽ giảm thiểu hành vi trộm cắp tăng cường và chấm dứt một thực tế phi lý và nguy hiểm là chào đón các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc và các phòng thí nghiệm tiên tiến nhất của quốc gia chúng ta.
Chúng ta cũng phải chấp dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các nguồn cung thiết yếu như nguyên tố đất hiếm, được dược phẩm và thiết bị bảo vệ cá nhân PPE. Trung Quốc cung cấp 80% lượng đất hiếm nhập khẩu của Mỹ, vốn cần thiết cho sản xuất công nghệ cao và xử lý 85% nguồn cung nguyên tố đất hiếm của thế giới. Trung Quốc đã sử dụng đòn bẩy của mình đối với các nguyên tố đất hiếm để yêu cầu sự nhượng bộ từ Nhật Bản và hiện đang tìm cách hạn chế xuất khẩu đất hiếm cần thiết cho việc sản xuất dòng máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Thời kỳ đầu đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu tương tự đối với các sản phẩm dược phẩm và PPE. Điểm yếu chiến lược này phải được nhanh chóng loại bỏ và việc sản xuất các sản phẩm thiết yếu phải được đẩy mạnh trở lại thông qua các yêu cầu của mua hàng Mỹ, ưu đãi thuế và dự trữ quy mô lớn. Đầu tư của Mỹ đã trợ cấp cho sự trỗi dậy của Trung Quốc trong 30 năm. Khi chúng ta hiện đang sàng lọc đầu tư vào từ Trung Quốc, chúng ta thiếu một quy trình tương tự đối với vốn đầu tư ra nước ngoài của Hoa Kỳ. Chúng ta nên thực hiện một quá trình xem xét nghiêm ngặt để ngăn chặn đầu tư của Hoa Kỳ vào các ngành chiến lược của Trung Quốc và nên ngăn chặn các công ty Hoa Kỳ sử dụng các bên thứ ba để rót tiền vào Trung Quốc. Tương tự, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mở rộng nên được áp dụng với ngành trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Mỹ. Công nghệ viễn thông 5G và chất bán dẫn đối với Trung Quốc, việc kiểm soát xuất khẩu sẽ ngăn cản Trung Quốc đi tiên phong và thống trị những công nghệ quan trọng này trong tương lai. Công nghệ của ngày mai không thể được đóng dấu bằng dòng chữ sản xuất tại Trung Quốc, Made in China. Những hành động này và những hành động khác được trình bày chi tiết trong báo cáo của tôi sẽ tách rời thành công nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc một cách chiến lược. Trung Quốc không giống như Liên Xô. Sức mạnh của họ chủ yếu đến từ sức mạnh kinh tế và sự khai thác tài chính, chứ không phải quy mô kho vũ khí hạt nhân hay quy mô của các sư đoàn xe tăng. Để chế ác ma này, dựa vào sự hào phóng, cởi mở và ngây thơ của chúng ta để trỗi dậy và có thể sụp đổ nếu chúng ta không còn giống như xưa nữa. Quỳnh Mai xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả và xin hẹn lại quý khán thính giả trong kỳ tới. Xin chúc quý khán thính giả, gia đình và người thân một ngày thật tốt đẹp và an lành.